nổ, đam mê, khát vọng, tỏa sáng. Bạn đã sẵn sàng? Ad Talent 2022, cuộc thi tìm kiếm tài năng của sinh viên lớn nhất trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức trở lại cùng với diện mạo hoàn toàn mới, cùng chủ đề hấp dẫn mới lạ. Lava Flow, nhân tố đại diện cho tài năng của bạn. Với 3 vòng thi cực kỳ gay cấn, vòng casting ngày 12, ngày 13 tháng 11, 2022, vòng bán kết ngày 26 tháng 11, 2022 và vòng chung kết ngày 10 tháng 12, năm 2022. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 35 triệu đồng. Ngôi vị quán quân đang chờ bạn. Burn the stage with your talent. Hãy đăng ký ngay, hạn chót đăng ký ngày 10 tháng 11, 2022.